Hello, bữa nay thầy chỉ mấy em tạo cái trang quên mật khẩu trong BFB nha. Đây là một trong những chức năng user quan trọng. Khi người ta quên mật khẩu thì mình làm thế nào? Người ta vô cái trang này của mình, người ta gọi email mà họ đã đăng ký lúc khai báo lúc đăng ký thành viên ấy. Mình đã lưu trong bản user rồi. Bây giờ họ gọi đúng email cái mình gửi cho họ cái mật khẩu mới, bỏ cái mật khẩu cũ nha. Đó. Hôm nay đơn giản, chỉ có một cái chỗ để ta nhập email thôi, rồi bấm nút gửi yêu cầu. Được chưa? Để làm chức năng này thì trong mình phải có cái database và phải có cái bảng user chứa vài cái user rồi. Thì trong cái video mà tạo chức năng đăng ký thành viên thì có nói về việc tạo cái database này, tạo cái database tên là học BFB ha. Đó. Rồi chúng ta mình tạo cái bảng tên là user, có các cái field này: ID, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email, ngày sinh, phái, ngày đăng ký, group. Group này không là thành viên thường, thành viên ha. Một là admin nha. Đây quy ước của mình, HP này không là chưa kích hoạt, một là kích hoạt rồi, đã kích hoạt ha. Tăng lương kê là cái mã ngẫu nhiên mình tạo cho mỗi người lúc đăng ký thành viên, rồi ai chưa tạo cái bảng này thì tạo, cũng có rồi thì xài. Thì cái bảng này mình nhập về cái user vô cho có cái đã ha. Username là rất vui vui từng phút giây, rất buồn buồn từng phút giây. Đấy. Giờ thì vô database coi thử giờ thầy tạo chưa. BFB học BFB nè, thầy tạo cái bảng user rồi rồi ha. Bấm nút vô cái bảng này luôn, mình coi thử nè, rất vui vui từng phút giây, mật khẩu ha, họ tên, đời rất vui, email, tên đăng nhập là rất buồn, mật khẩu là buồn từng gì, đầy quá buồn, email quá buồn ha, ngày sinh, phái, ngày đăng ký, group. Đó. Được chưa? Rồi có user này rồi thì mình mới làm trang này rồi, còn em nào chưa tạo thì tạo bản này thầy ha, yêu theo cái thông tin ở đây nha. Tạo database, tạo bảng user có 11 cái field này, nhập vài user vô. Rồi bây giờ tạo form, chúng ta sẽ sử dụng code của Bootstrap để hỗ trợ mình làm. Mình vô mình tạo trang web đã, rồi mình dùng Bootstrap mình tạo cái form này nha. Mình tạo trang web ở đâu? Máy thầy đây thì tạo một cái folder tên là học BFB, gạch dưới học BFB trong htdoc. Rồi, mấy em cũng nên tạo ra cái folder giống thầy đi để mình làm nha. Thực tế sau này mình tạo trong folder nào cũng được. Rồi giờ mở folder này lên, nhấn nút phải, open with code, mở với Visual Code. Rồi giờ thầy tạo file mới nè, file, new file, file, sale, quên mật khẩu chấm bb. Rồi mình vô Bootstrap mình lấy thông tin, lấy code getbootstrap.com. Đọc rồi code CSS của cái link này của Bootstrap đây, có việc Bootstrap nó có hai phần là server với CSS, nhưng cần server của nó ở gì cái sao sẽ đất của nó thôi. Xóa mấy cái entity integrity cross origin bỏ luôn. Từ đây hai cái này thôi. Href và rand cái nào có bỏ ha. Đây là thư viện Bootstrap. Trong đây có rất nhiều lát sẽ đất nó giúp mình định dạng trang web cho nó đẹp. Rồi. Giờ mình tạo form. Trong Bootstrap nó hỗ trợ mình tạo rất là nhiều thành phần. Mình vô form
Gì mà vô sớm quá vậy mấy bạn? À, đây có Vô sớm hơn con. đây có cái form này luôn. Sao mình biết này, chỉ quên mật khẩu này, nhập nhập email của bạn nè, rồi nhập vô và nút này, nút gửi yêu cầu đó, copy code phát ra đó. Phát ra xong chúng ta coi liền trong web của mình coi, có local host này nha, sẽ có folder của mình hàng học BFD, sẽ cái tên file nó đổi mật khẩu chấm BFD xong ra cả đổi mật khẩu thì làm cứng tên file không đổi quên mật khẩu chứ sao đổi mật khẩu thì nhầm quên mật khẩu đang làm chức năng này mà à rồi chỗ này mình theo cái form này mình sẽ hỏi người ta, mình sẽ kêu người ta nhập email ha, nhập email chỗ này là cái chỗ dưới đây bỏ luôn đi ha, các input cái thuộc tính area descriptive bỏ luôn không cần, các input này nó có cái id đó, mình đặt tên là email, ngày email thì cái label cũng là email luôn nha, để khi nó nhấp ở đây con cỏ nó chớp xuống đây. Ngoài ra các input đã có một thuộc tính rất là quan trọng để submit form này nữa, đó là hello name cho tất cả ID với name đó là giống rồi, giờ lên em add lấy đề nha. ID thường dùng trong server script, trong CSS để định dạng, còn name này dùng để submit lên server nha. Đó mình hỏi người ta tiếp tục kêu người ta nhập email gửi dưới đây, password thì bỏ server mình không biết. Rồi sách canh chưa, nay có nhiều bạn thi ta, có chữ rồi còn có mấy bạn à đúng không, yêu cầu giống hôm qua đúng không. Yeah. Mình nhớ là phải có cái name luôn nha, bút công là phải có cái name nha. Nút gửi yêu cầu đó, tên gì cũng được, rồi mình dùng cái tên đó. Bây giờ qua đi coi, đó, thấy không? Gửi yêu cầu có chỗ nhập email rồi nè, thấy chưa? Rồi cái form này rộng quá, điểm dạng, rồi một chút style bằng, đó, xin lỗi. Công đỉnh đỉnh rồi cũng có, nếu em thích thì có thể cho công đỉnh ca tiếp đều phú quý, nhưng mà chúng ta tận dụng chưa có đủ đó rồi, ok chúng ta có rất nhiều cái lá sẽ đến có thể rồi Trung Nghĩa chúng ta chưa Việt Triều có Huy màu là Hải Hải Đăng ở con như vậy mà Bắc Huy có ơi còn Hùng đâu rồi rồi theo còn hai ông ngày nó có tên trong danh sách thì nó thi, còn cái nào mà nó có tên trong danh sách thì nó không thi. Đăng kiếm Hùng có Đăng Đăng này khổ luôn. Ở hôm qua nó không được thi nên lót tót vô nó cho em thi, hôm nay nó được thi thì đâu mất tiêu rồi rồi cái thằng. Mình sửa lại màu sắc cho nó đẹp nha. Rồi cho border độ dày là 10 pixel vậy. Xem nhớ xíu. Cái dày thì 2 pixel đây. Rồi nó dày lên tí, dày quá 5 triệu. Rồi mình cho nó canh giữa đi. Này, margin gạch out auto, em mở auto là margin auto cho nó vô giữa ha. Nhà chữ đó mạng của hồi sáng này nó cứ bị lắc bét điên 10 pixel, nó có chế độ delay bét điên 10 đó, B1 là 5, B3 là 15, B2 là cứ mỗi lần tăng lên một cấp là nó tăng lên 5 pixel, B2 là bét điên 10, bét điên 10 pixel, thấy chưa? Về thêm chữ quên mật khẩu vô nữa, copy này lên. Trong cái điểm này phải chỉ quên mặt khẩu vô. Nghe chưa? Cái khoảng cách này nè là margin bottom 3 đó, margin bottom 3 đó là margin 15 đó.
em cũng có thể thay bằng những cái tắt khác, ví dụ H4 đi, không nhất thiết là dùng tắt clip ha, cho nó đậm lên chút, chơi 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 vui nha. Qua đây coi thử nè, nó đậm lên là thấy chưa. Đó, cho chỉ kênh giữa luôn thì sao. Test right, test center luôn, class test center là kênh giữa, kênh giữa chữ đó. Dạ giờ mình kia là nhập email là được rồi nha, nó gửi yêu cầu nè, anh ta nhập email rồi, vậy mình tạo cái form xong ha, đúng với yêu cầu này đây, được chưa. À, sử dụng form để hỗ trợ code book khác. Bây giờ cái form này mình xử lý khi submit dữ liệu nè, mình quan sát cái dữ liệu trong Dolabot ha, mình lấy email trong đó ra, được chưa. À, cái form này cần phải có cái method, method mình chỉ định rõ ràng là post nha, không chỉ định nó ra get đó rồi chạy được đó. Và cái nút này đều phải có tên là nút gửi yêu cầu, chú ý. Rồi bây giờ chúng ta viết code đây, viết code bể bể viết phía trên của trang ha. Bây giờ mấy em hiện thử đô la bộ 2k đó khó quá, bỏ qua đi. Cái mảng trong BFB gọi lên trên em là SSD nhớ để chứa những gì mà cái form submit lên, cái form khi submit lên, những dữ liệu trong form nó nằm trong Dolabot nha. Rồi thì còn mấy em coi nè, mấy đầu nè thì gõ nè, cái lớp của mình thì web bình thường nó không có gì ha, nhưng mà khi thì gõ gì lại vô submit lên cái này đó, trong đó có nó sẽ có cái đề tách ba đây. Tao có đề đó giờ làm ha rồi. Đó. Email này là cái gì? Nha, con nhắc lại. Giá trị là cái gì? Con nhắc lại là trong cái lớp của mình nó sẽ có đề test 3 nha. Nút gửi. Tao có đề đó về làm. Thì cái đề nó có cái gì? Đang có hai cái thành phần là. Vậy nó đơn giản thôi à. Tạo cơ sở dữ liệu. Tác giả. Nút gửi yêu cầu. Giá trị của nó chưa có con bản một cái dòng chưa rõ thôi, có mã tên địa chỉ điện thoại ha, xong câu số 2 là kết nối với lại cơ sở dữ liệu thông qua cái mô hình MVC đó ha. Câu thứ 3 là show dữ liệu ra đó, dạng bản giống như vậy ha. Câu thứ 4 là làm thêm dữ liệu vô, thì cái phần thêm được 2 điểm, phần ập hỏi 2 điểm là 4 nha. Giá trị là rồi, xong rồi làm thêm chức năng xóa nữa, còn có chữ sửa đây để mà không làm nha. Cái gì mà trong form để có cái layout nhưng mà nó không có làm nên chức năng submit lên xong sao không thấy giá trị sẵn này. Ok nha. Mình phải hiện xóa được sẵn này ra nha. À, còn cái phần thêm thì có bắt lỗi nha. Ok. Ghi value. Mắc mắc gì hết bạn ơi. Nhảy nhảy. Value này là cái gì? Chính là đô la code email đó. Có thắc mắc gì cái đề không? Không không không. Đô la code. Ok, rồi có tết thì sang nhé. Email. À. Rồi, thời gian bắt đầu tính giờ là 5 giờ 15. Làm ủa yeah. 3 giờ 15 làm tới 4 giờ 15. Hoặc là mình ghi không. Hoặc là mình ghi như vậy. Không ghi như rườm rà như thế này, ở trên đây là mình ghi vậy nè. Email bằng Dolabot email. Sẽ thêm cam nữa Hùng. Dạ. Yeah. Ở dưới đây mình xuất ra cái tiếng email đó. Đang chết rồi. À. Ngủ mới dậy hả Hùng? Dạ. Nên có cái lượng if vô. If is set. Cái biến email này có giá trị. Nôn thi quá. Thức từ hồi hôm qua tới giờ. Giờ mới ngủ. Bằng bằng chu. Am reset này kiểm tra biến này là có. Có giá trị đó, có thể báo rồi, có gắn giá trị vô rồi thì mình mới hiện ra ha. Đây là một cái lệnh của BFB để xuất ra cái giá trị email mà người ta đã nhập. À, nếu như có cũng có là xấu rồi, mới đầu chạy thử nè. À, trống rồi ha, còn khi ta gõ cái gì đó submit một cái thì giá trị ở trên trong Dolabot nó có, và ở đây nó cũng hiện luôn nè, thấy chưa, nó hiện sẵn ha. Rồi khi tìm mới request nè, Dolabot nó trống bởi vì lúc này mình chưa submit lên với method là post, giờ đó cái mảng đó là nó rỗng, submit lên thì này mới có, được chưa. Vậy thì chỗ này chúng ta phải if vô,
if y set đô la code có cái giá trị nào đó thì mình sẽ mới xử lý. Ví dụ là lấy thường thường người ta xử lý là lấy cái lúc này để vô đây nè, đó bằng bằng true đó thì mình mới xử lý, thì mình mới hiện ra. Để em đây. Chứ bình thường đi, khi người ta mới request á, đồ là bot nó chưa khó, thì mình hiện chế, hiện xử lý chế. Đợi khi năng xuất biết lên, thì trong cái đồ là bot nó có cái nút này, thì nó có email này, ha, thì mình mới xử lý. Giờ coi nè, có cái email đi vô rồi. Đó. Giờ chưa có gì hết trơn phải không? Rồi gọi cái gì đó vô, gửi yêu cầu một cái là cứ có liền mà, thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ cái mình kiểm tra cái email này tôi nhập có không trong bản user mình không? Bản user của mình là có những email này, nếu người ta gửi email tao tào lao nào nó là sao? Không có trong thành viên của mình thì đâu có được. Mình phải kiểm tra email nó có trong cái bản user mình không thì mình mới gửi email mới mà có mới chứ nha. Rồi bây giờ chỗ này chúng ta sẽ viết một đoạn code để lấy dữ liệu từ database ra. Bây giờ xóa nguyên rồi đi, không cần nữa. Hãy cô chơi cấu trúc nó học nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một đoạn code kết nối như video MySQL 2.host bằng localhost. Localhost là địa chỉ máy mình. Chúng phải DB name là tên database này. Tên database là học web về. Chúng phải cho xếp bằng UTF8 là bản mã UTF8. Như là cái chủ đi kết nối tới MySQL, địa chỉ ở máy của mình. Database là học web về cho xếp UTF8. Cái nói tới đây xong. Chỉ định username password. Username root mà khẩu rỗng đó. Mình new video này cái mình lưu vô một cái biến, biến này gọi là biến connection, biến kết nối với database. Database này nè ha. Sửa nó làm cái video 2.2.httrerror1. Yes. Video 2.error1 exception và cái chỉ định gán giá trị thuộc tính để mình nó hiện lỗi ra khi có vấn đề gì kết nối nhé. Ở đó không có cũng được, nhưng mà có vô thì sau này có lỗi thì mình coi nó dễ hơn ha. Thì bây giờ mình viết câu lệnh nè. Mình select dữ liệu từ bảng user C where tên where email, cái cột email với bằng cái giá trị phổ biến nào đó mà mình sẽ truyền vô ha. Rồi connection này tạo mình gọi hàng prepare, mình đưa cho nó câu lệnh SQL này, nó sẽ trả về cho mình, nó tạo cho mình đối tượng, mình lưu vô một cái biến có tên là HTMT. Cái biến HTMT này gọi là prepare statement. Cái lệnh này có nghĩa là tạo ra một cái prepare statement. Cái gì vậy? Đây là một đối tượng nó giúp mình thực thi các câu lệnh SQL một cách an toàn, bảo mật. Khi nhất là khi mình truyền những cái tham số vô á nha. Rồi HTMT này nó có cái hàm ESC thực thi câu lệnh đó, nhưng ở đây giá trị chưa có là mình truyền tham số giá trị vô cho nó bằng cách là khai báo một cái mảng hoặc móc khai báo biến email đó. Bây giờ kỳ giải rồi biến email là biến trình này nè, người ta gọi vô mình lấy email đó, khi em chạy hôm nay ở đây có ba dấu hỏi thì đây mình phải khác với ba, phải có ba giá trị đó. Để giá trị này sẽ đưa vào các cái dấu hỏi ha, còn đây có một dấu hỏi thì đây chỉ một giá trị thôi đó. Hôm nay khi chạy nó lấy giá trị này nó quăng vô đây, ví dụ người ta gõ tèo nv yahoo.com thì gọi vô đây nằm đây ha, giá trị này sẽ quăng vô đây, thành thử câu lệnh này trở thành là select sao from user where email bằng
cái giá trị người ta nhập nha. Để chúng ta biết giờ cái hàm này chạy xong rồi nó có dữ liệu rồi đó, nhưng mà lấy được bao nhiêu dòng à, thì mình muốn biết thì mình sẽ dùng hàm row count trong cái đối tượng tm đây này. Khi hàm này chạy xong thì trong đó nó chứa dữ liệu rồi đó, nó chứa dữ liệu rồi đó. À, sao biết bao nhiêu dòng, chúng ta ghi tên của người ra rồi mũi tên là ha, row count là mình lấy được số dòng đó. Bây giờ thì xuất ra thử rồi phải không, xuất ra thử rồi mình được số dòng thử phải không nha. Bây giờ thì gọi lại này, gọi này submit lên cho em có lỗi gì đó, nhìn thấy này là lỗi là quen lắm đó nha. Near user where, tức là lỗi ở phía trước chữ near nha, thầy có sai cái gì đó trước chữ near à, thiếu room này. Đó sao from user chứ ha. Đó. Mấy em là người lập trình web rất thường xuyên thấy những cái lỗi này, fatal là một cái lỗi nặng, lỗi rất nghiêm trọng. Thấy chữ SQL là biết là cú pháp trong câu lệnh SQL của mình có vấn đề. Mấy em tìm cái chữ near cho thầy. Mà trước cái ngay chữ near đó à, mình thấy gì đó thì ngay trước cái chữ đó, đó đó là có sự cố ngay chỗ đó, trước cái chữ user đó. Như thầy nãy thì thiếu chữ from đó ha. Rồi chạy lại rồi ra số 1 thấy không, còn thì gõ tàu lao là cái nào đó submit lên nó ra số dòng là không ha. Còn nếu mà gõ đúng một cái user nào đó có trong đó thì nó ra số 1 đó, được chưa. Vậy nếu mà lấy không được dòng nào tức là có chuyện rồi, người đi tiếp cái biến khao này ha, là bằng không đó. Tức là có chuyện rồi đó, có chuyện rồi đó, sai rồi đó. Phải là biến lỗi, khai báo biến lỗi ha, bằng email bạn nhập chưa đăng ký thành viên đó. Với chín câu hay là chưa phải là thành viên, biến đổi này mình khai báo lúc trên này, giá trị của nó là rỗng đó. Kìa eo, lúc này mình mới xử lý nè, lúc này mình mới xử lý, lúc này mình mới tạo cái mật khẩu mới rồi cập nhật lại database ha. Bây giờ mình hiện này là như này. Mình khai báo biến này rồi thì bây giờ cho nó hiện ra đâu đó. Bây giờ trong form này, bây giờ dưới H4 này đi à, thì kiểm tra này. Ở dưới họ về nha. Tiếp biến lỗi à, khác rộng rồi, thì trong đây chúng ta mới hiện ra cái cốt lỗi nha. Chúng ta mở ra một cái tắt điếp có lá đó. Trong đây chúng ta hiển thị biến lỗi rồi đó, hiển thị biến lỗi rồi. Thay vì đi echo về chúng ta thay xóa cái echo này đi, xóa bê bê luôn cái dấu bằng cũng được, đi tắt cũng được. Rồi bây giờ thử này, submit thì không sao, nhưng mà lỗi tào lao vào đó thôi. Submit lên nó báo lỗi này, email bạn nhập chưa đăng ký liền đi chúng tôi, được chưa. Còn nếu mình gọi đúng hết tức là email này có thiệt trong đây nha, thì nó không có lỗi nữa. Ví dụ thì gọi rất vui mail.com copy này thôi, qua đây bác ha, submit lên, submit nó đây khô không nói gì ha, tức là gì như này có còn không có đi, gõ thêm gì đó cho không có được, submit lên nó báo lỗi liền, thấy chưa. Rồi như vậy thì khi có lỗi tức là mình check
cái email này, mình select cái giá trị người ta gọi, select dữ liệu trong bảng user với điều kiện là mình lấy cột email mình so với cái giá trị người ta gõ. Này, trong hàm SE mình có khai báo cái biến này, hàm SE mình có khai báo cái gì đó thì giá trị đối biến đó, đó sẽ được đưa vô những cái chỗ có dấu hỏi nha. Thì mình lấy được dữ liệu, tức là ok, email này có, email ta nhập là có, là mình đã có lưu trong bảng user. Còn lấy dữ liệu không được, email ta gõ mà mình lấy dữ liệu không khớp, không có trong bảng user thì khó. Mình báo lỗi cái này ha, gán giá vô giá trị mới cho nó thì nó là khác rỗng, nó khác rỗng thì xuống đây, nó khác rỗng nè, thì mình hiện này đó, vậy đó. Còn bằng rỗng thôi, bằng rỗng thì cái này không có hiện nhé. Rồi bây giờ nếu lấy dữ liệu được, không được thì báo lỗi, còn được thì sao? Lúc này mình sẽ phát sinh ra một cái mật khẩu mới để mình gửi mail cho anh ta nha. Giờ chỗ này một hồi nó sẽ rất là dài, giờ nó sẽ đánh dấu sẽ mail đó, để mình nhớ nha. Thì bây giờ là brand, hàm brand bb 07, có một cái giá trị bất kỳ nào đó. Hàm brand này cho mình một con số ngẫu nhiên, không có khoảng này, ví dụ như 502 15.420 chẳng hạn đó. Có khi nó cho mình 15, có khi nó cho mình 320, giá trị nó dài ngắn bất thường nha. Bất kỳ giá trị nào chúng ta dùng hàm MD5, chúng ta mã quá. MD5 là một cái hàm nổi tiếng trong PHP và trong thế giới lập trình. Bất kỳ giá trị nào mình đưa cho hàm MD5 này thì nó mã hóa cái giá trị đó thành một cái chuỗi mới dài đúng 32 ký tự. Chúng ta lấy cái đó là mật khẩu mới. Mật khẩu mới. Đó. Giờ mình xuất ra coi chơi nè ha. Xuất ra coi chơi, mình thấy nó như thế này. Có giờ đúng nha. Đó, lặp lại như này, đó thấy không? Mật khẩu 32 ký tự đó, dài quá ha, dài quá thì mình cắt bớt, dùng hàm sup, str, đó, mở ngoặc ra, cắt trong chuỗi này nè nha. Bắt đầu từ ký tự thứ không, mình lấy 8 ký tự thôi, đó. Mình phát sinh cho ta mật khẩu dài 8 ký tự thôi, thì qua đây coi thử, nó 8 ký tự thôi. Được chưa? Đủ rồi. Đó. Đó là mật khẩu mới. Bây giờ mình sẽ cập nhật cái này vô database. Ha, cập nhật vô database. Chúng ta đã có kết nối rồi nè. Chúng ta viết tiếp này nữa vô. Nha. Copy trên xuống. Câu lệnh của mình bây giờ sẽ là test bản user set cái cột mật khẩu bằng giá trị mới, nhưng là phải có where vô ha. Chúng ta chỉ cập nhật cái mật khẩu mới cho một cái dòng nào đó trong bảng user, mà email bằng cái giá trị người ta nhập đó. Được chưa? Có câu lệnh SQL là chúng ta tạo, chúng ta chạy cái hàm repair, đưa cho nó câu lệnh này, nó tạo cho mình một cái đối tượng repair statement đó. Trong repair statement này mình làm cái đối tượng rất hay để thực thi câu lệnh SQL ha. Đối tượng này mấy em đặt tên gì cũng được, ở tên đây thì đặt là STMT, mấy em đặt tên gì cũng được cả. STMT này chúng ta chạy câu lệnh execute, đưa cho nó những cái tham số cần thiết để nó chạy câu lệnh cho mình. Ở trong câu lệnh này có hai dấu hỏi, thì ở đây phải có hai giá trị. Giá trị đầu, dấu hỏi đầu tiên là mật khẩu, là cái mật khẩu này nè. Đó, copy cái này bỏ vô đây nhé. Giá trị thứ hai là cái email người ta nhập, là biến này nè. Đó. Thì nó lấy khi chạy thật sự, cái hàm này chạy thật sự, nó lấy giá trị này nó quăng vô dấu hỏi thứ nhất.
mẹ quan như với hội thứ hai. Đây là một cái lệnh chạy hết sức an toàn, ngay tránh những cái lỗi bảo mật như SQL injection đó. Những cái lỗi bảo mật đó mấy em sẽ được nghe thầy nói sau, nhưng mà nhớ là prepare statement với cái hàm SQL giúp mình thực thi những câu lệnh cực kỳ an toàn. Trong đây không cần dấu nháy gì hết, ai có dấu nháy bao quanh dấu hỏi đây là sai, không cần nha, không được gõ luôn. Giá trị cái này có thể là chuỗi là số gì đó không biết, bao giờ ghi dấu hỏi thôi được rồi. Ở đây năm dấu hỏi thì năm giá trị trong cái hàm SQL đó. Giờ khi mình chạy xong là cập nhật mật khẩu mới rồi đó, mật khẩu mới sẽ được cập nhật rồi đó. Giờ sau đó là gửi mail nữa là xong ha. Bây giờ nhưng mà trước khi gửi mail thì mình xuất ra cái dòng chữ để cô đã cập nhật đi nha, đã cập nhật rồi. Giờ chạy thử nè, rất vui ha, mật khẩu là vui từng phút giây. Bây giờ thì chạy lên đây nè, rất vui, gửi một cái nó báo đã cập nhật. Thì vô đây coi nè, bấm nút duyệt coi lại mẹ mất này, giá trị mẹ mất này. Thấy không, em thấy nó mất rồi đó. Đó, bây giờ rất buồn ha, buồn từng phút giây, gọi email lại vô. Thì nó select trong đây, nó thấy có email này, cái nó cập nhật là cái mật khẩu của cái dòng này. Rất buồn, quá buồn nha. Rồi nó báo là cập nhật rồi đó. Nè, thấy chưa? Mình muốn mật khẩu dài hơn cũng được, thì ghi 8 ký tự. Đừng làm khó. Bây giờ mình gửi mail nha. Khi mình cập nhật database rồi mình phát sinh mật khẩu mới rồi thì cái này phải gửi mail cho người ta để người ta biết mật khẩu người ta vô chứ, được chưa? Và chúng ta sẽ viết mail đó. Trong cái nãy giờ thầy hướng dẫn mail có bước xử lý nè. Mới đầu chúng ta tạo cái form, tạo cái database với bản user ha, rồi tạo cái form rồi xử lý. Chúng ta hiện Dollarbot ra rồi, chúng ta lấy email trong Dollarbot ra rồi, chúng ta kiểm tra email nó có trong cái bảng user không rồi. Nếu không có thì chúng ta báo lỗi, kiểm tra cái email chúng ta nhỏ gõ đó, không có thì báo lỗi. Ngược lại thì chúng ta tạo mật khẩu ngẫu nhiên, chúng ta tạo rồi đó, cập nhật, chúng ta đã cập nhật rồi đó, bây giờ chỉ còn gửi mail cho người ta thôi ha. Gửi mail trong BSB thì chúng ta sử dụng một cái thư viện rất nổi tiếng, đó là BSB Mailer. Ngoài ra còn những thư viện khác như anh này là tốt nhất, vô địa chỉ này đâu vậy. Đó, bấm nút code nè, chọn này download zip đó. Thì mình giải nén ra, nhấn nút phải extract here chứ không được extract cái này nha. Đó, extract here mình sẽ được một cái folder đây nè, BSB Mailer nè, thấy không? Đây, BSB Mailer nè. Đó, vô đây có language, thấy không? Nếu đến ai mà extract như thế này, extract folder này, thì nó tạo cho mình một cái folder, rồi vô folder này lại có folder nữa, rồi vô folder nữa mới thấy được này. Đó, rồi mấy em đi chép cái này nè, bỏ vô website mình là sai nha, sai đó. Rồi, nhớ lúc phải ngày này extract here để mình được một cái folder đó. Trong folder này chỉ có như vậy thôi nè, đem cái này bỏ vô website của mình nha, cách bỏ vô website của mình đó. Website của thầy đang làm việc là folder này, học BSB, rồi mình bắt ra nè, thầy bắt rồi nè nha. Thì trong đây nó có folder này language nè đó. Chưa, chép về xong rồi mình dùng cái code gửi mail đây. Code gửi mail này nó chia sẻ trên mạng rất là nhiều đó, thì để sẵn ở đây rồi, để copy này vô xài. Mấy em khi coi video này đó thì nhìn phía dưới video sẽ thấy một cái trang link trang web
trong trong web đó thì để đoạn code này nha, lấy đoạn code này xài, đoạn code nó có này được chia sẻ trên này thôi, và chia sẻ rất là nhiều trên mạng, không gì bí mật cả. Rồi đoạn code này chúng ta lấy, chúng ta chuẩn bị bỏ vô đây cái chỗ mà chúng ta gửi mail nè, đó quá cái chỗ xuất lại chúng ta gửi mail ở đây nha, nó còn có gửi mail vô đó. Nó hơi dài dòng lòng nhòng nha, chỗ này nè nha, đó chỗ này là chúng ta gửi mail đó. Nhưng mà nếu mà thấy nó có cái rườm rà quá, chúng ta gọi gọi cái hàm gửi mail đi. Rồi đây chúng ta xuống đây, chúng ta mở một cái đoạn code BlackBerry, chúng ta định nghĩa cái hàm gửi mail, rồi chúng ta mát có tiêu hay là gửi mật khẩu mới đi, mật khẩu mới nha. Rồi bắt ra cái đoạn code rồi, đặt tên hàm như thế nào thì tên mình gọi hàm giống vậy đó, được chưa? Gửi mật khẩu mới, trong hàm này có sẵn require là cái require phải là vô nè đó, được chưa? Địa chỉ này phải đúng là chạy ha, còn không đúng là không chạy đó. Nãy nếu em để cho 2-3 tầng folder vô đây thì địa chỉ này nó không còn đúng nữa ha. Tên folder này chính là tên này, SRC là SRC này đây nè, BMMLR là cái đồng chí này, cái file này, thấy không? Rewind mấy cái file thư viện của BMMLR vô. Đây là một cái thư viện giúp mình gửi mail rất là nổi tiếng trong BFB, nó giúp mình đưa dữ liệu lên một cái mail server nào đó để cái mail server đó gửi thư cho mình nha. Rồi HTTP debug 0 hoặc là 1 hoặc là 2, nếu có lỗi gì đó em sửa này phần 2 để em coi cái hoạt động của nó có vấn đề sai sót gì không nha. Còn nếu bình thường để số 0 để không cần câu cái hoạt động của nó. Đây là địa chỉ host này nè, là địa chỉ của cái máy gửi mail cho mình, cái mail server. Ở đây giá trị này em thấy sẵn là HTTP gmail.com, tức là thì set sẵn cho em để gửi thư tới mail server là Gmail. Nếu em muốn gửi Yahoo cũng được, HTTP yahoo.com, và chỗ này là email và mật khẩu ở Yahoo của mình nhé. Nhưng mà Gmail là một cái mail server rất là nổi tiếng trên mạng, rất là nhanh và dễ dùng, miễn phí. Rồi chỗ này là email mật khẩu của mail của ban quản trị đó. Khi người ta quên mật khẩu thì ban quản trị sẽ gửi mail tới cho người ta, đúng không? Rồi gửi email của mail vô đây nha. Thầy sẽ gửi email của thầy. Mail đừng gửi theo thầy nha, gửi email của mail. Mật khẩu thì gửi vô. Gửi mật khẩu đúng, đúng nha. Đây là cái cách mã hóa cái nội dung thư của mình. Set from là cái người gửi email này. Cái này của email mình vô đây luôn. Đó. Tên người gửi là tên của người gửi. Và đây là người nhận mail. Người nhận mail là cái người mà quên mật khẩu. Cái người mà người ta gửi email đây là cái người họ quên mật khẩu. Ha. Bây giờ biến email bỏ vô cái hàm này bôi vô sao? Lúc này chúng ta phải truyền vô tham số này. Khai báo trong tham số của hàm là một cái biến email nha. Rồi ở đây nè, cái email này mình lấy, mình bỏ vô đây. Rồi đó, bỏ vô đây, hiện nay vô có nè. Rồi trong hàm này mình xài được rồi, mình xài email nó được rồi. Đó, tên người nhận không cần thì thôi bỏ. Người nhận mail trong nội dung thư mà có mật mã email thì chỗ này là chu để sẵn cho em rồi thì thôi. Tiêu đề thư thì mình sửa lại thư, gửi lại mật khẩu em để gì đó thì nội dung thư ha, thì tìm em gõ gì đó gõ chưa. Bạn nhận thư này do bạn hoặc ai đó yêu cầu mật khẩu mới từ website
đó ha. Như enter xuống chỗ này vô nháy đơn thì nhớ kép đi nhé, nhớ kép rồi trước cái nhớ kép này enter xuống hàng đi tiếp. Mật khẩu của bạn là cô ơi. Ê cô nghe. Điền cái mật khẩu vô. Mật khẩu đâu? Trong cái hàm này làm sao có mật khẩu? Mật khẩu mới này nè. Mình có lấy truyền vô cho hàm cái hàm này. Đó. Em bị mất điện cô ơi. Này mình khai báo. Thôi được sao? Số để mình nhận. Vậy có lại rồi hả? Đây là cái biến này cũng biết là giống đây ha. Trong đây mình ghi mật khẩu phải không được. Giờ lấy rồi. Bỏ vô đây. Đó. Được chưa? Do cái biến này mình để trong một cái chuỗi, do đó cái chuỗi này phải là nhớ kép mới được. Nhớ kép thì ở trong đó mình mới điền biến vô được nha. Cái giá trị biến thì điền vô đây. Còn chỗ này mình chỉ ghi đơn. Ok thấy rồi. Chỗ này nó mà như vậy mạng yếu quá không Quy. Rồi để những thứ mình chuẩn bị đây, cái mình dán vô biến body. Vậy thì mạng có yếu quá không? Thôi em tắt luôn cái laptop em làm đi, cho nó đỡ tốn pin laptop nha. Xài cái cam điện thoại thôi. Còn chút nữa khi làm xong rồi thì vô lại để mà record hay ổ để mà regen nha. Rồi, giờ test được rồi đó. Ok không? Nhưng mà trước khi test tụi em chấm là vào này. Đúng rồi. Mình phải gọi chọn cái email có thật nha. Trong những cái user này. Cho nên thoát cái cam kia ra đi. Này là email này của thầy nè. Đúng rồi. Hiểu ý không? Ừ đúng rồi. Còn cái này là để chơi cho vui. Để cho nó đỡ tốn pin. Đó, email thầy. Rồi làm giúp nha. Email đó vô. Vô đây. Chịu khó tại vì hết ca để mà cho em á, làm rồi cho nên phải chịu khó mới rồi nó gửi mail. Nó cập nhật mật khẩu mới rồi nè. Mật khẩu Long là V nè. Mật khẩu là 12456 ha. Mem coi nè, nó ra mới nè. Thấy không? 9 E E. Đó. Bây giờ nó gửi mail tới ông này rồi đó. Giờ thì check mail nè. Tiếp mail Yahoo của thầy nhé. Nè thì nhận được email rồi nè. Thấy không? Mật khẩu mới của bạn là của sao không ra giới thiệu gì cả. Đây mật khẩu. Đây mật khẩu mới là người sai. Đây lại mật khẩu thôi. Đó. Cho nó tốt với cái biến này. Ở đây mình ghi mật khẩu mới thì đây mật khẩu mới. Rồi. Giờ thì xóa hết cái thư của này đi nè. Đi gọi lại cái mật. Đi gọi lại gửi lại. Đó. Gửi cái nó báo gửi mail xong rồi ha. Thì check mail rồi đợi một chút thì mình sẽ thấy có cái mail. Nè, có này nè. Cô mới của bạn là CF34. Coi đây phải không? Chọn CF34 là thấy chưa? Đó. Nghĩa là mình đã tạo ra cái mật khẩu mới, rồi mình gửi mail cho người ta để người ta biết người ta vô. Nếu muốn ra thì mình có thể luôn gửi trong cái địa chỉ mail, mình gửi luôn cái cung cấp luôn cái username, cái mật khẩu. Nhưng mà ta quên mật khẩu thì thôi mình gửi mật khẩu thôi, nha. Còn nếu em muốn gửi luôn username ra cũng được, mà lấy username ra gửi tiếp. Rồi, giờ khi gửi mail xong nó xuất ra cái dòng chữ này. Đó. Trong đây mà em thấy có lệnh trai khép nè. Đó. Thì chỗ này mình có thể ghi return true. Đó. Return true. Yeah. Trong cái lỗi này ghi là return false. Đó. Vậy thì trong ở ngoài đây mình lấy cái biết, mình lấy giá trị hàm này mình lưu vô biết ta quy. Và khi mà true là biết ngon, false tức là biết không ngon. Thấy không? False là biết không ngon. Được chưa? Bây giờ thì chỗ này mình kiếp KQ bằng bằng true. Đó. Thì chúng ta chuyển hướng hit đến mở ngoặc location 2 chấm thông báo, chuyển tới cái trang nào đó thông báo hay là đã đổi thành công ha.
tùy. Ngược lại thì mình không chuyển đi đâu, vẫn ở trang này để tôi gọi lại cái mới nha, người ta gọi lại email cho đúng rồi. À, chú ý lệnh này không phải lúc nào nó cũng chạy được đâu, lệnh này nó chịu lắm đó. Nếu ở trên đây mấy em có kêu một cái code nó tìm em hoặc chữ này thôi, một cái chữ nhỏ nhỏ gì đó, một khoảng trắng gì thôi thì lệnh này cũng không chạy đó. Thì một cái cách thứ hai đó, mình không dùng lệnh này là mình dùng là echo là backstreet Sabarit đó. Chúng ta đưa cái này về tới trình duyệt để trình duyệt nó chạy. Đó là này document.location bằng thông báo chấm php đó nhá. Chấm phẩy. Đó, lệnh này tức là gì? Gán này vô thanh địa chỉ của trình duyệt để trình duyệt nó chuyển qua trang thông báo. Nha. Rồi bây giờ thì coi em coi nè. Làm lại lần nữa này nha, gửi mail lại nha, xóa email này đi. Rồi. Long là về giao chứng cơm nha. Nó lúc gửi thì bây giờ nó không xuất cái này nữa đâu. Mà hắn thành công là nó chuyển đi luôn qua thông báo luôn ha, như vậy thì mới tốt. Đó, chuyển qua cái trang thông báo này thầy tạo rồi ha. Đã lưu thông tin, đã gửi mail mình báo gì đó đây mình báo. Rồi qua đây chúng ta kiểm tra email coi nhận được chưa. Nhận được rồi nè. Ha. Mật khẩu mới là 3A7A. Qua đây kiểm tra có phải không? Đây, 3A7A đây. Thấy không? Vậy là chúng ta đã làm xong cái trang này. Có một điều lưu ý như thế này. Cái phong này, cái tài khoản mình dùng để gửi mail này nè. Mình phải bật chế độ truy cập kém an toàn cho ứng dụng nha. Nhớ đó. Này đó. Cái này vô đây làm gì nè. Em login vô Gmail. Rồi lock vô cái Gmail đó. Mấy em vô cái chỗ này, giúp vô cái icon của mình là chọn quản lý Google Account, Manage Your Google Account. Mấy em chọn Security, rồi cuộn xuống cái tính năng này, Let Secure IP Access. Mấy em phải để thấy chữ On, còn chữ Off thì bấm vô, chỉnh lại. Phải bật lên cái tính năng, bật lên nè, cái tính năng truy cập kém an toàn cho ứng dụng đó thì mình mới gửi mail được, được chưa đó. Thì Gmail nó gửi cho mình là từ cái hộp thư này, thì từ ứng dụng mình phải truy cập vào được hộp thư thì mới gửi thư được nha. Bên cạnh đó mật khẩu này phải ghi tuyệt đối chính xác, còn sai là nó không cho gửi thôi nha. Thì mấy em gửi chứ gửi mail này rất là dễ gặp tình trạng là gửi mail không được. Lý do là truy cập tính đất bây giờ mật khẩu thì gửi thì gõ sai nè. Ừ thì vô lại đi. Mẹ em thấy tình trạng là gửi mail không được liền. Bị chi rất mạng. Thì cố liền cho ta. Nha. Mật khẩu dưới. Cố tình thì gõ sai. Hoặc là không bật truy cập cái an toàn lên thì khi gửi mail. Rồi thì làm đi. Xong rồi chừng nào làm xong rồi thì chấm. Cứ dễ cam đó nha. Khi error mẹ mà không biết chuyện gì xảy ra thì cứ debug cho nào mình sửa lại số 2. Ha. Rồi trở lại nè. Đó, lỗi tùm lum cho người trong quan sát cái này nè, thấy mấy cái chữ này, thấy mấy cái chữ như là nè, một lỗi này ha, rất là đặc trưng. Password username password không chấp nhận nè là hai nè,
Thấy chưa? Là biết là user này mật khẩu sai rồi đấy. Hay là authentication là không thể authentication là biết lỗi đó. Đó là những cái chữ rất là đặc trưng để mình biết là username mật khẩu sai, không có đúng chưa? Hoặc là chức năng truy cập kém an toàn không có bật lên nó cũng báo vậy, được chưa? Thì sửa lại cho đúng, sửa lại cho đúng ha, là nó chạy. Khi mà sửa đúng rồi thì cái này mình để là không, được chưa? Còn bật lên hai để mình coi cái cụ thể chi tiết cái lỗi. Còn khi một chuyện ngon lành hết rồi thì cái mail ngon lành. Rồi, vậy là thầy đã chỉ cho em cái xong cái chức năng quên mật khẩu, trong đó mình hỏi người ta email mà người ta đã gõ lúc đăng ký thành viên đó. Mình sẽ báo lỗi nếu người ta nhập email không đúng, còn ta nhập email đúng thì mình sẽ gửi, mình tạo ra mật khẩu mới, mình cập nhật vô database xong rồi mình gửi mail cho người ta ha. Đây là một trong những tính năng quan trọng của những cái tính năng mà mình cung cấp cho user như đăng ký, đăng nhập, đổi password, quên password. Xin chào mấy em.